À, vâng, Soka xin chào bác nhé. Thì hôm nay em tiếp tục em test nhanh ba con máy để trước khi gửi cho ba bác khách của em đã đặt hàng. Thì ở đây là em có hai con hệ 4860V 750W dạng bơm ly tâm, đầu hút 49, đầu ra 49 nhá. Và một cái nhân vật tiếp ngày hôm nay, đây là con này bác nhìn cũng vừa quen vừa lạ. Tại vì sao em bảo là vừa quen vừa lạ? Thứ nhất cái con này nó là dạng bơm tát 750W, họng hút 76, họng ra 76. Thì cái mẫu này thì em làm rất nhiều rồi đấy, bác nhìn rất quen. Còn lạ ở đây là bộ này. Đây, em quay lại kỹ lần cho bác xem. Đây, lạ ở đây là bên em đã xử lý lại đồng bộ cái hệ 76 này. Đây bác nhìn này, cực kỳ khôn và chắc chắn nhá. Đó, đây bác nhìn này, đấy, hàng thì rất là tinh xảo rồi đó, làm rất là đồng bộ nhá. Dưới này còn có thiết kế đế này. Đó, mẫu này mẫu 76 đây, đầu hút 76, đầu ra 76, công suất 750W đó. Mẫu này bác nhìn cũng là vừa quen vừa lạ đấy, nói vui là như vậy. Thì đây thì tiếp theo là em quay lại cho bác về hai mẫu này. Thì hôm nay thì em có ba bác khách đặt ba con máy của bên em, thì em cũng sẽ test nhanh cũng như là em sẽ quay 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 lại chi tiết cho các bác ở nào nhu cầu tìm hiểu hoặc tham khảo, có thể là nắm được sơ bộ cái thông số cũng như là cái mẫu mã của cái dòng này. Thì bên em đây, các cái mẫu này bên em làm thiết kế và đã phân phối rất là nhiều rồi và lâu rồi đấy, nó chạy rất là ổn định đó. Thì bây giờ hôm nay thì em sẽ test nhanh để gửi cho ba bác khách của em. Đây đây đấy, em quay lại cho bác xem. Thì bác có thể xem lại những cái video em test ở những cái điều kiện đẩy cao này, đẩy xa này. Đấy, hoặc là test lưu lượng của những cái mẫu này thì em cũng đã làm rất nhiều rồi. Đó, còn video này thì em chỉ quay quay test nhanh để chơi gửi cho bác khách của em thôi. Đấy. Đây. Đấy, làm rất là đồng bộ nhá. Hàng rất là ok này. Đó. Thì con này thì nó có ưu điểm là hút sâu, đẩy cao, áp lớn và lưu lượng nước nó cũng tương đối là cao. Đấy, thích hợp cho bác mà tưới tưới bếc hoặc là cần dẫn nước đi xa hay lên cao thì con này rất là ok này. Lưu lượng nó thì lên đến 16 khối một giờ đó. Còn cái mẫu bơm tát này thì là chuyên dùng để cho các bác ấy tát nước, cung cấp nước, lấy nước ở những cái vị trí nó gần, nó nông hoặc là nó không xa thì dùng con này rất là ok, lượng nước cực kỳ lớn luôn đấy. Thì ok, bây giờ em sẽ tại vì là hai các cái mẫu này thì có bác có bảo là anh có hai tấm pin thì liệu chạy được không, mà chạy như thế thì nó có khỏe không. Thì hôm nay thì mẫu này là em thiết kế để chạy 4 tấm nhá, 4 tấm từ 350W trở lên, nhưng mà hai tấm thì nó chạy cũng được rồi, được rồi, nhưng mà để nó tối đa thì các bác nên dùng 4 tấm, nhưng còn hai tấm thì thực ra vẫn được. Đây thì để xem là cái lưu lượng nước thực tế của nó khi là được thì em lắp hai tấm nhá. Đấy, thì đây thì em cũng có một cái dàn pin đấy, ở rất nhiều video trước thì em cũng đã giới thiệu cái dàn này rồi. Thì video này em đây, đây là bộ phận em đấu đấu nối này. Đấy, em chia ra các cái chân pin này. Thì bây giờ hiện tại em đấu hai tấm nối tiếp 370W nhá. Hai tấm nối tiếp 370W. Đây, để đồng hồ đo vôn này. Em thử đo xem hai tấm nó đang là bao nhiêu vôn. Hai tấm nối tiếp thôi nhá. Còn hệ này của em là hệ 4 tấm, nhưng em đấu hai tấm này thì em thử cho các bác 74V rồi. Thì đầu tiên thì em sẽ test lần lượt ba con này với cái hệ dùng hai tấm 370W xem là lượng nước ra sao nhá. Đấy, để cho các bác khách em có thể tham khảo luôn trước khi mình nhận máy. Vâng các bác này, em vừa mới kết nối xong cái con bơm tát họng hút 76, họng ra 76 nhá. Đây em quay lại gần cho các bác xem. Đây, đây là cái ống 76 em hút dưới ao lên này. Đó, thì con này thì em bây hiện tại em đang đấu với hai tấm pin ở 370W đấu nối tiếp để chạy về cái mẫu này. Đó, tại vì bác khách em đặt mẫu này thì bác bảo là nhà bác có hai tấm 450 rồi. Đấy, thì bác cũng muốn dùng hai tấm ý để chạy thì là em sẽ test luôn với bác, cho bác cái con này chạy với 370 hai tấm để xem lượng nước như nào nhá. Đấy, còn tấm 450 của bác thì tất nhiên là nó sẽ khỏe hơn rồi. Đó. Ok, bây giờ em đo lại điện áp cho bác xem nhá. Hai tấm em mắc nối tiếp thì hiện tại nó rơi tầm khoảng 70 74V gì đấy. Rơi tầm khoảng 74V.
đó, 74V. Ok, bây giờ em sẽ mũi thêm nước cho nó. Rồi em mới bật máy nhá, để xem công suất nó như nào. Rồi máy nó chạy rồi. Bác thấy không? Quá kinh khủng luôn. Đây là em chạy về hai tầm 370W nhá. Mà lượng nước ra là như này này. Đó. Hiệu suất rất là cao. Ok, em sẽ đo điện áp cũng như là đo công suất cho bác xem. Hiện tại nó đang là ăn xuống kéo xuống còn 55V này. Ăn bao dòng nó ăn bao nhiêu A nhé. Ăn 6,5A. Đó. Nghe là ăn rất là nhẹ điện mà cái hiệu suất hiệu quả của máy chạy rất là cao thôi. Hiện tại nó chỉ ăn tầm khoảng gần 400W thôi. Gần 400W điện thôi nhá. Mà nó lượng nước nhảy này. Đấy, hiệu suất rất là cao. Đấy, quay xa xa ba xem. Đó, máy chạy cực kỳ khỏe. Rồi tiếp theo thì em sẽ test nhanh hai con này. Hai con này thì là hai mẫu này cái công suất cũng như là thiết kế là giống nhau rồi. Thì một con em sẽ test với chạy 2 tấm, một con em sẽ test với chạy 4 tấm. Đấy, để cho bác nào nhu cầu sử dụng muốn lắp 2 tấm hoặc là 4 tấm thì có thể xem được cái lưu lượng cũng như là cột áp của máy để mình có thể lựa chọn. Ok, bây giờ em sẽ test trước con này với 2 tấm trước á. À vâng. Đây, em vừa mới kết nối cái mẫu bơm ly tâm họng hút 49, họng ra 49. Rồi, vẫn tiếp tục là test với 2 tấm pin mặt trời nhá. 2 tấm pin mặt trời. Công suất là 370W. Đây, đo điện tại vẫn là 74V này. Ok, em bắt đầu em bật máy nhá. Để xem là con này chạy với 2 tấm 370W thì xem lượng nước ra như nào nhá. Ok, em bật máy này. Rồi. À, bao nhiêu? Đây con này, mẫu này nó là mẫu bơm nén, thế nên là lượng nước nó sẽ không được nhiều như cái mẫu bơm tap. Nhưng bù lại cái hút áp này rất là cao nhá, cái độ nén ấy, độ nén rất là cao. Đó, đây, đây là ống 76 em nhá. À đây là ống 48 nhá. Đấy, bao nhiêu? Đây. Đây là khi nó chạy với 2 tấm thôi, 2 tấm bao nhiêu lượng nước này. Ở đây ống 48 luôn, đây ống này. Rồi, bóp lại rất là căng. Đó. Em đo công suất của nó nhá. Em hiện tại nó từ số bao nhiêu vôn rồi? 55V. Kiểm tra xem là dòng nó ăn bao nhiêu A nhá. 55V. Làm dòng nó ăn khoảng 6. Hiện tại công suất này đang chạy khoảng gần 400W thôi. Gần 400W mà bao nhiêu lượng nước ra này. Đây ống 76, ở đây ống 49 luôn. 48, 49 luôn. Đó. Rất là khỏe. Rồi ok. Tiếp tục em sẽ kết nối thêm con này để chạy với cái ngưỡng điện áp là hệ 4 tấm, 4 tấm pin nhá. Hiện tại em đang chạy vừa test con này là 2 tấm pin này. Con bơm ly tâm 2 tấm pin và test mẫu bơm tát này cũng 2 tấm pin. Tiếp tục em sẽ thay lên hệ 4 tấm để xem công suất của nó như nào bác nhá. Vâng, đây, em vừa mới kết nối xong cái con thứ hai để test với cái ngưỡng điện áp là chỉ sử dụng 4 tấm pin. Đấy, để xem mà công suất nó tăng lên bao nhiêu và nó khỏe nhà bác nhá. Đây, con này em vừa test với 2 tấm này. Đấy, hai con này vừa test với 2 tấm. Xong rồi tiếp tục em sẽ test cái con này với cả 4 tấm luôn để xem là công suất tối đa của nó. Để các bác tham khảo nhé. Đây, thì em sẽ đi lại gần con này. Nối em hệ này 4 tấm thì em mắc 2 tấm nối tiếp xong câu song song ở 2 tấm còn lại. Thì như thế thì điện áp nó vẫn giữ ở cái ngưỡng. Đây em đo, đo vôn cho bác xem này. Vẫn giữ ở cái ngưỡng điện áp là 74V. Đấy, nhưng mà khi có tải vào nó sẽ không bị sụt nhiều như lúc chạy với 2 tấm. Rồi em sẽ bật máy nhá, bật máy xem lượng nước ra như nào. Rồi máy vào chạy rồi.
Rồi bao nhiêu? Đây. Nó khỏe quá nó. Đây bao nhiêu? Đây mình giữ tay nó khỏe quá nó trôi cả máy này. Đó. Bao nhiêu? Khi chạy 4 tấm thì nó sẽ phát huy được tối đa công suất của máy. Cực kỳ khỏe luôn. Là hiện tại là em đang phải giữ tay này, không nó bị bềnh máy này. Nó khỏe quá bao nhiêu. Đấy, nó bềnh máy lên này. Đó, nó bị bềnh máy lên. Rồi. Em này giữ lại thì em mới có thể đo được cho bác xem cái thông số của máy. Đấy nhá, em sẽ tiếp tục em đo lại điện áp. Xem nó đang ăn là bao nhiêu vôn. À, bị sụt xuống bao nhiêu vôn. Đây, giờ nó hiện tại thì sụt xuống 62V này. 62V thôi nhá. Và cái dòng của nó đang ăn 12A. Đó, công suất nó đạt được ngưỡng công suất của máy nên là chạy rất là khỏe các bác nhỉ. Đó. Thì tùy nhu cầu nhá, các bác nào muốn chạy 2 tấm nó vẫn chạy rất là ok, nhưng mà cái lưu lượng nước nó sẽ chưa được tối đa. Còn các bác nào có 4 tấm thì chạy thì nó sẽ được tối đa công suất nhỉ. Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Đây, em đang phải lấy tay giữ không nó cái bành máy mất này. Đấy. Đây là ống 49 nhá. 49 mà lượng nước nó ra phun nhảy khoảng phải xa tầm khoảng 2 mét rồi. Rất là lớn. Rồi ok, em sẽ tiếp tục em test với cái con bơm tát này, chạy với cái hệ 4 tấm luôn để xem nó lượng nước ra nhà bao nhá. Hiện tại em vừa mới kết nối lại với con bơm tát sử dụng 4 tấm pin nhá. Để em đo điện áp cho bác xem. Đó, đây là em đã chạy con này với 2 tấm pin, nó rất là khỏe rồi. Hiện tại em đang kết nối với 4 tấm pin. Đây cho em hiện tại nắng ở mây nó vừa đi qua nó sụt áp này, còn 72V. Đấy. 72V nhá. 72V. Và hiện tại đang bị mây che rất là nhiều và hầu như là không còn nắng luôn. Em sẽ vẫn cứ bật lên để kiểm tra nhá. Xem là lượng nó chạy như nào nhá. Rồi bao nhiêu? Cực kỳ khỏe luôn. Đây là khi nó chạy với 4 tấm pin và trời nó đang đang dầm mát này. Đó. 4 tấm pin và trời dầm mát nó vẫn được ra nhà nhá các bác nhá. Đấy bác nhỉ. Đó. Cực kỳ khỏe luôn. Đây, quay xa xa bác nhìn. Và em đo công suất của máy nhá. Nhưng mà trời mát này chắc là nó sẽ chưa được tối đa đâu. Đây hiện tại em đang đo. Đây nó sụt xuống còn khoảng 54V rồi này. Đấy, trời mát thì 2 tấm, 4 tấm nó hiện tại sụt xuống còn 54V bằng với cả em chạy về 2 tấm. Đó. Đây có xem này. Rồi chờ một tẹo cho nắng đi ra nhá. Nắng ra này xem công suất nó khi nó còn nắng như nó nhào nhá. Đây hiện tại trời đang râm này. Đây đứng xa xa cho bác xem. Rồi bác nhỉ. Rồi bác nhỉ. Khi trời còn nắng này nó phun lên. Bác nhỉ. Mạnh quá nó phun lên hẳn cái bờ kè kìa. Bao nhiêu không? Rồi. Bao nhiêu nhỉ? Chạy 4 tấm pin nhá. 4 tấm pin khi trời nó bắt đầu nó hửng nắng lên này. Bao nhiêu này? Phun lên cả cái bờ kè đối diện với ao em bên kia kìa. Cực kỳ khỏe bác nhá. Rồi. Bác dùng con này tan nước thì quá chi là khỏe rồi. Rồi, em đã đo công suất của máy nhá. À, khi nó có đủ nắng này, đủ nắng thì cái vôn của nó là 63V.
và cái dòng nó ăn khoảng 12A, nghĩa là công suất máy nó là khoảng 750W. Đó, nắng bắt đầu dịu rồi. Đấy, nắng dịu thì máy nó chạy yếu, nhưng mà nói chung là con này thì các bác dùng máy tát nước thì cực kỳ khỏe rồi. Hoặc các bác nào có xe đạp điện có thể dùng, vẫn có thể dùng con này để tát nước thì cũng rất là ok rồi. Còn bác này thì có hai tấm pin thì bác chạy thì cũng là rất là khỏe. Vâng, thì vừa rồi em đã test nhanh ba con máy để trước khi gửi cho ba bác khách của em. Đấy, với từng trường hợp một, đó là con này chạy với hai tấm pin này và chạy với 4 tấm pin này, và con tát này cũng thế, khi chạy với 2 tấm và 4 tấm. Rồi, hiện tại em đang chạy 4 tấm thôi, 4 tấm mà nước có nắng lên rồi nó như vòi rồng luôn đó. Vâng, shop K2 cảm ơn các bác nhé, chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Vâng, shop K2 xin chào các bác.